Chào các bạn. Đây là một chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Và điều đặc biệt là chiếc này sẽ hạ cánh xuống đường băng 11 phải của sân bay Nội Bài mới được khai trương trở lại từ ngày 9 tháng 9. Có thể thấy dàn đèn tiếp cận của đường băng 11 phải sân bay Nội Bài kéo dài ra tận đường giao thông. Ở góc này có thể thấy bánh máy bay chạm mặt đường băng. Tiếc là video được quay bằng điện thoại nên không thể zoom cận cảnh. Thêm một chiếc máy bay nữa chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng 11 phải. Hiện tại thì sân bay Nội Bài chỉ sử dụng đường băng 11 phải cho cả cất và hạ cánh và tiếp tục nâng cấp đường băng 11 trái. Đây là một chiếc Boeing 737 chở hàng của hãng SpiceJet Ấn Độ. Và đây là một chiếc Boeing 787 của hãng Bamboo Airways hạ cánh lúc chiều muộn ở sân bay Nội Bài. Lúc này có thể nhìn rõ dàn đèn tiếp cận của sân bay Nội Bài. Trước đây thì vào hồi đầu năm, đường băng 11 phải hay đường băng 11R của sân bay Nội Bài đã được khai trương một phần, nhưng chỉ sử dụng cho các máy bay cỡ nhỏ cất cánh. Và đây chính là quang cảnh của buổi lễ nghiệm thu và khai trương đó. Chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh là một chiếc Dassault Falcon 7X của hãng hàng không Hải Âu. Nó đang rẽ vào đường băng 11R đã được làm lại và bê tông hóa mặt đường băng. Chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh dưới sự quan sát của các nhà thầu, chủ đầu tư và các quan khách tham dự buổi lễ khai trương. Đường băng 11 phải của sân bay Nội Bài là đường hạ cánh đạt tiêu chuẩn IOS CAT 2, trong khi đường băng 11 trái chỉ đạt tiêu chuẩn IOS CAT 1. Do vậy, việc đưa đường băng 11 phải vào phục vụ sẽ cho phép máy bay hạ cánh trong các điều kiện thời tiết phức tạp hơn. Và đây là pha cất cánh của một chiếc máy bay khác trên đường băng 11R. Đây là chiếc ATR-72 của hãng Vasco.
Chiếc ATR72 đã rời khỏi mặt đường băng 11R sân bay Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.